Bây giờ thì anh có thể giới thiệu về mình. À, mình là tên là Phạm Chí Cao. Năm nay 54 tuổi. Công việc là nghề kinh doanh bên dịch vụ du lịch, xe du lịch á. Mời chị. Mình tên là Nguyễn Thị Phước Trinh, 52 tuổi, cùng kinh doanh cùng với chồng. Ảnh cho thuê xe du lịch, chị thu tiền xe du lịch. Đó, đó, đó. Cô chú ngày xưa gặp nhau ở trong hoàn cảnh nào? Có cái câu chuyện gì xảy ra bây giờ cô chú còn nhớ không? Cũng có nhiều chứ. Thì chắc có duyên cái sao á. Mình có một người bạn trai. Hả? Mình có một, anh kể câu chuyện có người bạn trai. Cái người bạn trai đó đó là bạn của cô này. Cái người bạn trai đó đó là hồi xưa mình có người yêu cũ, là quen anh đó. Rồi khi mà biết cái anh đó thì anh đó dắt cái người bạn này đi. Nhưng lúc đó mình với người yêu cũ thì chia tay rồi. Rồi tình cờ gặp, chắc không biết xét đánh cái nào, không biết, tự nhiên cái thì hơi nôn nôn nao nao trong lòng chút xíu. Có nao nôn gì không? Không, mình chỉ có cảm động là cái đường vô nhà mình nó khó đi lắm, nó ngoằn ngoèo lắm. Mà anh đưa mình về giùm, mà anh nhớ nhà luôn. Đồ ngu sao không nhớ? Có chút ấn tượng. Đúng rồi. Thầy có tới ấn tượng. Anh nói chuyện ngu sao không nhớ? Phải nhớ chứ. Không, nhiều khi lúc đó trên đường đi vô là chú đã lén lén đánh dấu đi tới đây cái quẹo nhớ. Quẹo chỗ nào là đúng đánh rồi. Dấu chỗ đó. Mấy cái ngõ quẹo rồi qua cái nhà màu gì tới nhà màu gì luôn. Cái gì trọng thủy với mỹ nương vậy thôi, mình cứ vậy mình phải chi chiêu chứ. Rải lông ngỗng con này không biết rải lông gì. Sau đó là bao nhiêu lâu chú mới quay trở lại cái nhà đó? Mình biết là khoảng chừng 2-3 ngày sau là mình lên liền chứ. Lần thứ hai mà cô gặp chú á, lúc cô thấy chú cô có hết hồn không? Mình thấy ngạc nhiên là tại sao lại tới nữa, không biết lý do gì mà đến. Tại vì mình biết ảnh là qua một người bạn, mà thấy người bạn đó không có đến, mà tại vì ảnh đến mình mời vô nhà, nói 2-3 câu gì đó rồi đi về. Tại vì mình mới qua mình cũng không dám ngồi nhiều, sợ nhiều khi gia đình ta quánh giá mình dựng ngồi trẻ. Chơi phán quan trái qua thấy cho đỡ nôn nao thôi. Bao giờ chị mới biết ảnh để ý đến chị? Nhân dịp Noel ảnh mời đi chơi với nhóm bạn của ảnh á, mở party ở nhà bà bạn ảnh không, mà mình không có quen, cái mình cũng đến, cái tự nhiên sao mình ấn tượng với người nào đó, có một người con gái, cái tự nhiên cái mình kêu lại mình nói ảnh là bây giờ anh phải giới thiệu em là bạn gái của anh với cái người đó đi. Mình hoàn toàn không biết người đó với ảnh là người yêu cũ của ảnh, nhưng mà tự nhiên mình thấy cái người này sao cứ nhìn ảnh làm sao đó, tự gái như sao đó, cái mình nói thôi giờ anh lại anh giới thiệu với em. Là lúc đó mình với ảnh chưa hề tỏ tình gì, vấn đề tình cảm hết. Dễ sợ chưa? Rồi sao chú? Thì bây giờ mình đã như vậy rồi, mình không mất gió mình giới thiệu thì mình cũng nắm tay bà xã tới gặp cô đó. Đây là Trinh, bạn gái của anh. Để nói câu chuyện nó như vậy thôi. Thật ra nếu mà bà xã không lên tiếng chắc mình cũng bình thường thôi chứ. Đúng đâu rồi, chưa có tỏ tình gì chân mà chưa có nắm tay chưa có gì, tự nhiên người bắt tôi giới thiệu người yêu, đúng là xui mằng hên đúng không? Tự nhiên mình không biết mình nghĩ sao, mình chỉ nói như vậy thôi chứ mình cũng chưa có nghĩ là mình sẽ yêu người này, cũng chưa một ý định gì là nhớ thương hay có một cái tình cảm tại gì hết, cũng chưa tỏ tình luôn mà. Đúng luôn. Cô rồi lúc đó tàn tiệc làm sao cô? Ảnh kêu mình ra quán cà phê, ảnh nói tuổi của anh với em cũng lớn rồi, nếu mà có ý định mà tiến tới thì hẳn quen, còn mà cứ mà để chơi cho vui thì mình không có thời gian nữa. Tự nhiên anh nói với mình trong quán cà phê vậy đó, không biết nghĩ sao cái mình nói thôi cũng được, cứ quen đi, khi nào đến thì đến. Bắt đầu là quen nhau, không nhớ được nụ hôn đầu là như thế nào, nhưng mà có một chuyện mà mình không bao giờ mình quên được suốt cuộc đời của mình. Ảnh dẫn mình đi chơi, hồi đó mình cũng còn ngu lắm, không có biết nhà nghỉ, nhà trọ hay khách sạn gì hết. Cái ảnh dẫn mình qua bên cầu Bình Triệu á, thì anh kêu mình vô nhà bạn anh chơi. Cái mình cũng tưởng thiệt là đi vô nhà bạn chơi, cái hồi đó cái người đó dẫn mình lên trên lầu, dẫn vô cái phòng nào đó mà trong phòng nó chỉ có một hai cái ghế với lại một cái bàn với một cái giường thôi. Anh kêu mình á là cứ lên giường nó nằm đi, bạn anh chút xíu bạn anh đến, bạn anh đang công chuyện rồi. Trời, vụ hay vậy ta. Chứ không, cái mình không chịu, lết nhà người ta mà tự nhiên nằm kỳ lắm, thôi ngồi ở đây được rồi. Cái đồng hồ nữa cảnh kêu không em cứ nằm đi, em nằm em nghỉ mệt xíu đi chứ mình đi nãy giờ mình mệt rồi. Cái mình thấy có cái gì sai sai rồi. Cái mình không, mình bỏ mình chạy xuống, mình giận mình khóc, mình đi xuống nhà. Cái ảnh đi xuống đi theo, anh chở mình về nhà. Vừa tới nhà mình tung cái cửa mình chạy vô nhà. Mình kêu mẹ 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 ơi, hồi nãy anh Cao anh rủ con vô nhà chở đó mẹ. Bốc hết hai nhà luôn vậy đó hả? Mình nói với mẹ mình luôn, anh sợ anh đâu dám vô nhà. Cái anh đi về mà mẹ mình thì cứ mất cười, mẹ mình cứ cười. Công nhận chiêu này cũng mới nha, mốt rủ qua nhà bạn cứ chơi. Không, bây giờ thì công nghệ thông tin tao biết hết rồi. Chiêu này hay, sao anh nghĩ ra cái đó vậy? Anh học ai hay là tự mình nghĩ ra? Cái đó nhiều khi bây giờ thí dụ mới quen thì tự nhiên lẽ mình nói em đi vô khách sạn hay nhà trọ nó kỳ. Nhưng mà cái chiêu đó đâu ra?
anh có học lại của ai không hay là tự anh nghĩ ra? Chờ bây giờ quen nha, mấy tháng thì mình cũng phải có cái gì đó nói kiếm chút cháo chứ. Nhưng mà nếu lúc đó mà cô không tung cửa cô chạy ra là coi như xong rồi hả chú? Bây giờ cũng xong rồi mà. Điều này chắc anh sử dụng nhiều lần lắm hả? Hả? Một lần đầu là thành công rồi thế nhỉ? Đây xui mới gặp thành công rồi chứ. Sau khi mà cổ về cổ khóc quá trời rồi mét mẹ như vậy rồi chú sợ ngại chứ sợ, sợ chứ trời đất ơi sợ chứ. Rồi sao nữa, con đang rất là hồi hộp cái câu chuyện sau đó nè. Lúc đó mình làm ở bên cũng gần nhà cổ, bên được Phan Lưu à, vừa giận mà vừa cũng hơi quê quê, mình không tới nhà cổ nữa, tuần lễ mình không tới nữa thì chị mới qua mình. Hôm qua rủ tới nhà bạn chơi hả? Không, chỉ qua thăm thôi. Ngày xưa đi chơi hai đứa đi chơi có chụp mấy tấm hình á, chị mới mang mấy hình qua. Anh ơi, hình bữa chụp nè, rửa ra đẹp này, giống như chị có đưa cho mình có hình của hai đứa thôi. Mà thời điểm đó thì đâu có điện thoại di động, đâu có liên lạc điện thoại đâu. Thì chị gọi qua thì mình thấy cũng bình thường, thấy cũng vui chứ. Vui thì cũng đi uống cà phê, nó chỉ bình thường để thôi chứ không có gì hết. Mẹ nói tự nhiên thầy con muốn gì cũng đợi cho Cao nó về rồi con hẳn mét mẹ. Tự nhiên con la giữa đường giữa xá vậy, nó quê rồi sao? Mẹ nói vậy đó. Trời, mẹ cũng vẽ đường cho hưu chài dữ lắm nè. Cũng nói với hỏi mấy người trong chỗ làm vậy, người ta cũng cỡ trời sao mình hùng quá vậy, tự nhiên mình la làng lên. Không, hắn giận tao luôn mày ơi. Hắn không có thèm liên lạc với tao hết. Thôi giờ mày qua mày thử coi sao. Qua rồi về đúng không? Kêu mình qua cái ảnh xuống, cái tự nhiên cái mình khóc. Mình khóc quá trời luôn. Đã sao khóc cô? Tự nhiên không biết, tự nhiên sao không biết lý do tại sao nữa. Chắc có lẽ là lúc đó mình đã bắt đầu thương rồi. Cái mình khóc, đứng khóc nức nở trước cái chỗ làm của ảnh luôn á. Cái anh dẫn mình uống cà phê đó là bắt đầu thật sự bắt đầu yêu từ đó, yêu nhau từ đó. Bao lâu thì anh chị cưới nhau? Từ lúc mà biết nhau quen nhau chắc cũng khoảng gần 2 năm. Lúc mà nhà của ảnh qua nhà mình á, nói chuyện với mẹ mình, cái mẹ mình nói là mẹ mình không có cho làm dâu, mẹ chỉ bắt rễ thôi, nếu mà chịu thì hẳn mang chào Cao qua, không thì khỏi qua cũng được. Mẹ anh chịu, mẹ anh phải có một điều kiện là mình phải qua nhà anh làm dâu 3 ngày rồi mới được đi về nhà mình ở lại. Cái mẹ mình nói thôi cũng được, thôi mẹ con ráng làm dâu 3 ngày đi. Cái thì mẹ cũng chỉ là qua bển là phải sáng dậy là phải cơm nước này nọ rồi đó trong có 3 ngày thôi. Tối hôm đó giờ nhà ảnh á đông anh em lắm, nhà ảnh là có cái gác á, ẩn sâu á, trên cái gác cái chỗ của mình ở đó, một bên á là mình ngủ, một bên là anh chị của ảnh ngủ. Cái gác đó chia làm hai ngăn, chỉ cắt nhau cái màn thôi, mà hồi đó còn giấc mùng. Mình đã thấy ngại rồi, mà ảnh cứ đụng thì mình nói thôi chị là anh chị nghe đó, là mình không cho rồi. Thôi cái ảnh thấy vậy thì anh cũng không dám làm gì mình hết. Cái mưa tự nhiên mưa thiệt là to thời luôn tới. Không, thiên thời đúng địa rồi. Lợi vậy mới đau khổ. Ủa nó nhà anh dột, trời ơi, phải hứng nguyên cái thau nước giữa, mà cái nước nó cứ chạy đầy thau á là phải đi đổ, là nguyên đêm luôn, không làm gì luôn. Trời ơi, con tưởng đâu là trời mưa, cái tiếng mưa nó dội lên mái nhà nó to, nó làm thì... xóa đi cái tiếng khác. Đúng rồi. Trời ơi, bi kịch quá. Đó, đêm tân hôn của mình là như vậy. Rồi đến sáng, mình cũng nghe lời mẹ mình, đó là sáng dậy sớm. Lúc đó là ảnh vô tình, ảnh học lái xe. Sáng 7 giờ anh phải đi học lái xe rồi. Cái mình ở nhà mình cũng đi chợ. Mình ra mình đi chợ, mình nấu canh cua rau đay, nhà ảnh người Bắc. Cái mình nấu canh cua rau đay thịt luộc, mình làm đồ ăn nhiều lắm, đủ thứ hết. Mình làm xong mình ngồi chốc ngóc ở dưới bếp á, gia đình còn ngủ hết, chưa ai chịu dậy hết á. Trời, mình ngồi mình buồn, sợ mình không biết làm sao lắm mà. Vừa sợ kêu luôn. Vừa tủi thân mà vừa buồn, mình đã làm một mình hết rồi mà giờ còn chưa chịu dậy nữa. 11 giờ mà sao còn ngủ nhiều dữ vậy, không biết lý do tại sao mình ngủ nhiều vậy. Rồi hồi dậy ăn cơm xong, cái mình cũng nói với ảnh là thôi, chiều nay mình đi về nhà em đi. Lấy cái lý do gì đó để được đi về nhà đi, chứ thôi đừng ở nhà anh, ở nhà anh vậy là không có được đâu. Cái xong anh nói thôi để anh nói với ba má anh là cho đi về nhà để đi trả đồ, mình mướn đồ đám cưới này nọ rồi mấy cái quả này nọ đó, là mình được đi về nhà mình. Về nhà mình thoải mái hơn ha. Dạ. Tự do hoạt động. Vậy là về nhà là hoành tráng luôn. Hoành tráng luôn. Vậy là cô chỉ có làm dâu một buổi sáng với lại một đêm thôi. Lên thôi. Rồi bây giờ mời anh đi qua đây uống cà phê với em. Mình đi qua tâm sự vụ mượn nhà bạn đấy. Rồi sau khi kết hôn rồi, bao lâu thì có cháu? Kết hôn xong thì khoảng năm sau là có cháu rồi. Gái lớn thì năm nay được 25 tuổi rồi. Con trai được 21. Có nào có gia đình chưa? Chưa có gia đình hết. À dạ. Trong cái giai đoạn mà anh chị lấy nhau rồi có con cái thì có bao giờ có cô nào say nắng chút xíu cho anh?
Cái đó thì cũng có chứ. Thì nói chung thì ra ngoài xã hội việc thì được mấy người mến, nam nữ anh em gì đó, nói chung người ta cũng mến tính mình, cũng đàng hoàng thiệt tình vậy đó. Hơi say nắng một hai cô vậy đó. Một hai cô luôn. Ừ, cũng có. Mình say nắng chút xíu uống ly cà phê hay uống ly bia vậy thôi, chứ không có đơn vị gia đình gốc, còn đơn vị không phải là cứ lúc nào là cũng phải đậm độc vào chuyện đó hết. Nhưng mình uống cà phê thấy mình bắt đầu có tình cảm không? Chút có chút chứ. Kiếm thêm đấy đúng không? Anh kiếm thêm đúng. Lần thứ hai thì cũng đi chơi rồi cũng quen biết, là nói chung là cũng vài tháng thì chị phát hiện được. Chị phát hiện chị cũng làm cũng dữ. Như lúc đó vài tháng đó thì nó sâu đậm chưa? Nó nôn nao chưa? Không, nói chung là sâu đậm thì không có gì là sâu đậm hết. Tại vì thực ra là mình nghĩ là chỉ là một người phụ nữ đi chơi cho vui với bạn bè thôi, chứ không phải là yêu thương hay là cái gì nó nặng nồng, không có mà vậy. Còn lần nào nữa không? Hả rồi, vậy là quá lắm rồi. Vậy là quá lắm rồi. Rất là tuyên dương vì chú rất là thẳng thắn trong chuyện này. Nhưng mà bây giờ con sẽ hỏi về cảm xúc của cô nè. Cô ơi, những cái lần đó cô có biết không cô? Biết, ấn tượng vô cùng. Cô thấy trong số điện thoại của chú á, nhắn tin, hai người có nhắn tin qua lại. Cái cô gọi điện thoại cho cái con bé đó. Nó xong rồi nó kêu là cô đừng có phá nó. Chú với lại nó là gần đám cưới rồi. Ở nhà chú á, là ba chú lúc bị bệnh. Nó kể đúng lắm, nhà chú ở bên Bình Thạnh. Nó hỏi á, là tại sao mà quần áo của chú lúc nào cũng đi làm cũng thẳng thớm. Cái đó kêu là chị dâu có ủi giùm, đừng có phá tình cảm của cổ. Cổ với lại anh Cao gần đám cưới. Cô nghe vậy cô mới nói họ vậy không, chị là cái người ủi đồ á. Giờ chị muốn qua chị thăm nhà chị biết. Mà nhà chị không phải ở Bình Thạnh, nhà chị quận 3. Không ấy thì em cứ đi qua nhà chị. Chị nói vậy, cái xong cái cổ đâu có sợ quá, cổ mới cho mẹ cổ nói chuyện. Cái chị mới nói chuyện với mẹ cổ, chị mới nói là anh Cao có vợ rồi. Nếu mà chị muốn á, thì chị cho tôi đến nhà chị. Còn nếu như mà chị thích anh Cao á, thì chị kêu anh Cao đến luôn. Ba mặt một lời rồi, tụi tôi đi vậy. Cái mẹ cổ nói là cái chuyện mà anh Cao cổ nói anh có vợ là hoàn toàn không có biết. Thôi giờ nếu như mà em đã nói như vậy thôi chị xin sẽ nói. Tại vì mẹ của cái người đó là bằng tuổi với chồng của chị. Dạ. Sinh năm 69, chị nhớ chị có hỏi tuổi đàng hoàng. Cái nói vậy chị nghĩ thôi có người lớn nói chuyện rồi thì chắc là không có sao đâu. Nhưng mà chị cũng ấm ức quá, chị giờ chị bắt chồng chị phải gửi điện thoại nói chuyện với lại người đó là chị đâu qua nhà, nhưng mà chồng chị không chịu. Cái chồng chị gọi điện thoại nói là thôi bây giờ chơi cho vui vậy là xong rồi, bây giờ vợ phát hiện rồi, giờ không chơi nữa, giờ về ở lại với vợ con đàng hoàng. Chị nghĩ là thôi người lớn có người lớn vô rồi nói vậy mình cũng tin là chồng đó. Mình nghĩ là với lại có mẹ của con bé nữa rồi mình cũng yên tâm rồi, thôi mình cũng bỏ qua. Rồi cái lần sau nữa là con sau là chắc có lẽ là mình sẽ không tha thứ được tận tới lòng mình. Tới bây giờ mình vẫn không tha thứ. Chứ mình cũng nó vẫn cứ nhói trong tim của mình. Vì cái người đó là người tình cũ của chồng mình. Đợt đó là mình rất là sốc. Tuy rằng chồng mình chỉ say nắng thôi, không bao giờ bỏ đi đêm hoặc là không có một cái gì hết. Cái đó là điều kiện nó có. Ngoài cái vấn đề say nắng ra thì phải nói chồng mình là một người hoàn hảo. Mình bị sốc là bị sốc, cái ấn tượng là vì đó là mối tình đầu. Ví dụ như mà bồ bịch mà chơi cho vui ở những cái như bé kia thì mình lại không nghĩ gì hết. Buồn, mình buồn, mình bị stress rất là nặng. Cô thấy chú có hối hận không? Hiện tới bây giờ thì mình cảm nhận được điều đó là có. Cái gì mà có thể bỏ qua được thì bỏ qua đi. Ví dụ như lúc đó mình không bỏ qua đi thì liệu hai đứa con mình nó có hoàn hảo như bây giờ hay là không? Đó là điều mình cảm nhận được, mình tha thứ được cho chú là mình đúng. Tại vì mình trách nhiệm của mình là mình lấy chú là do mình chọn. Chú có sai cũng là mình đã chọn rồi. Mình có thể bỏ qua được, mình bỏ qua. Rất là may mắn vì có những người phụ nữ như cô rất là bao dung, rất là cam chịu. Nãy giờ chú cũng có nghe những cái điều cô nói đó, chắc chắn là chú sẽ có nhiều hơn nữa cái sự thay đổi và nhiều hơn nữa cái tình yêu chú dành cho cô để chuộc lại những cái lỗi lầm cũ ha cô ha. Rồi mời về. Trời ơi trời, tức. Anh cũng có những lần say nắng nhưng mà cuối cùng thì cũng không có những cái hậu quả gì đáng tiếc. Không ai mà không có lỗi lầm cả, nhất là những người đàn ông. Khuyết điểm lớn nhất của tạo hóa là bắt phụ nữ cứ phải cam chịu. Cô hả? Đúng rồi đó. Nói vui chứ thật ra đôi khi vợ chồng cũng cà phê vui thì cũng nhắc lại vô đó cho nó vui. Nhắc lại để nó vui thôi. Đúng. Anh thì kỳ quá, nó tại lúc đó anh vậy chứ. Thật ra nói gì không phải để mình nhớ là mình buồn, mình dằn xé nhau đâu. Hôm nay thì chị có muốn mong muốn anh thay đổi điều gì trong cuộc sống không? Mình hy vọng là sau cái chương trình này anh thương bản thân anh một chút, bỏ thuốc đi. Được không anh? Nói với chị đi. Anh mình cũng cưới bà xã là chắc tới sinh nhật của bà xã tháng 7 đây nè, mình sẽ lấy nguồn đó, mình sẽ không hút thuốc nữa. Tới sinh nhật mới không hút nữa. Từ đây tới sinh nhật. Chú có muốn cô thay đổi điều gì không?
nói về bà xã thì mình thấy mọi cái đều tuyệt vời hết. Mình thấy mình nghĩ là bà xã hy sinh cho mình rất là nhiều. Thì sẵn câu chuyện này mình chia sẻ ra thôi. Hồi lúc mà bà xã mình sinh đứa con thứ hai á, bác sĩ yêu cầu mổ. Và khi sinh xong á, thì cái người y tá bác sĩ không biết, mới nói rằng bây giờ chị sinh rồi, bây giờ anh muốn khâu thẩm mỹ hay khâu thường. Mà thời điểm đó mình không biết khâu thẩm mỹ khâu thường là gì hết, mình không biết. Mình nói khâu thường thì bác sĩ đi khâu thường thôi. Tại lúc đó cái kiến thức mình cũng không có, mình không hiểu cái gì đó. Thì khi mà vết thương khâu thường rồi, khi bà xã mình về thì nó bị nhiễm trùng cái vết thương mổ. Cái bương mủ rồi nó cứ dư cũng vài tháng mới hết được vết thương. Cái sau này mình nghĩ là ủa sao thời đơn mình không cho là khâu thẩm mỹ đi. Mà thật sự mình không hiểu được chuyện đó. Và mình vẫn còn vết thương đó. Thì nó thì thấy mình nha, cái vết thương đó mình đứa đau rất là đau rồi. Suy nghĩ mình kém hay là cái gì đó để cho vợ mình cái hậu quả gì mình cảm thấy mình ăn lắm. Mà mình chưa bao giờ nói bà xã nghe chuyện này hết. Sáng hôm bị trên mình mới chia sẻ. Mình rất buồn phải. À, thì anh cảm thấy gì? Đây thì khó nói quá. Anh xin lỗi vì cái chuyện đó. Thật ra mặc dù mình nói ra được đó, cảm thấy cũng rất là nhẹ lắm. Trăn trở bao lâu rồi bữa nay mới nói ra đó? Mình thì không biết, mình thấy mình bị nhiễm trùng thôi. Nhiễm trùng nặng lắm, cực lắm. Mà vừa em bé nhỏ, vừa con gái lớn 4 tuổi. Mình đi đâu có được đâu, mình toàn là bò rết lết không á. Chứ mình không hề biết là vấn đề may thẩm mỹ với lại may thường mình cũng không biết. Anh để ý từ cái chuyện rất là nhỏ đó. Tức là anh thương chị nhiều lắm luôn. Hôm nay nói ra được nó cũng nhẹ lòng anh hả? Để thấy cái tình yêu dành cho chị cũng lớn lắm đó. Chồng mình á, ngoài cái vấn đề say nắng thì mình cảm thấy ảnh hoàn thiện lắm. Anh ơi, cảm ơn em tất cả những gì dành cho anh và các con của anh. Xin mời cô chú hãy xem video clip sau đây. Chào bố mẹ, chắc bố mẹ sẽ bất ngờ lắm khi thấy cái video này. À, con nghĩ cái ngày mà bố mẹ xem video này thì chắc con không có đó đâu. Vì hôm thứ năm ngày hôm đó con phải đi học rồi. Bố ơi, mẹ ơi, con năm nay con 21 tuổi rồi. Con lớn rồi. Và tới lúc bố mẹ sống cuộc đời của bố mẹ của mình. Kiểu là mình sống, mình để con cái làm đồ cản cho sống của mình nữa. Có thể nói con này thì bố mẹ cũng bất ngờ lắm. Mà thật sự thì con thấy bố mẹ sống là cái gì cũng lo cho con cái hết á. Mà bố mẹ lo quá thì con cũng lo cho bố mẹ nữa. Bố mẹ cứ lo cho con hoài vậy thì ai lo cho bố mẹ giờ? Đúng không? Nên bởi vậy con muốn bố mẹ rằng hãy sống cuộc đời của mình. Con năm nay năm sau đó thôi con cũng tốt nghiệp rồi. Lúc đó con phải đi trên con đường của con rồi. Con phải bước đi trên đường của mình, đi tạo sự nghiệp của mình. Có thể con đường đó nó sẽ rất là khó, chắc chắn là rất là khổ. Nhưng mà con muốn bố mẹ tiến về phía trước mà đừng có suy nghĩ sâu về con gái của mình. Cuộc đời con còn dài lắm mẹ ơi. Nhưng mà bố mẹ kìa, bố mẹ cuộc đời bố mẹ cũng đâu còn bao nhiêu đâu ạ. Nên mình cứ sống, bây giờ con cái cũng lớn hết rồi. Chị Bảo bây giờ cũng có công việc rõ ràng. Con thì cũng sắp tốt nghiệp rồi. Nên con muốn bố mẹ bắt đầu phải lo cho cuộc sống của mình. À, con lần này con muốn bố mẹ dành thời gian nhau nhiều hơn. Bố mẹ cứ đi chơi đâu đó cũng được. Đừng có suy nghĩ quá nhiều về con gái. Bây giờ ai cũng lớn rồi. Nếu mà so sánh với người chị tuyệt vời của mình á, thì con thiếu sót rất là nhiều chỗ. Ừ thì con học cũng không giỏi. Ừ thì con cũng không lanh lợi so với bà chị của mình. Nhưng mà bố mẹ thì lúc nào cũng ủng hộ con hết á. Thậm chí từ lúc nhỏ bây giờ bố mẹ thì rất cũng hay chữa con nữa. Nhưng mà con thật sự bây giờ không biết đó là những lời là chữa đó phải những đó không chỉ là những lời chữa đâu, nó là những lời mà bố mẹ sự lo lắng cho mình, muốn mình đàng hoàng thì con cũng không để tâm lắm mà kiểu như có những lời con thấy rất là nặng nề. Nhưng mà con suy nghĩ lại thì bố mẹ nó đúng, mẹ nó nói sai đó. Lỗi là do con không có trưởng thành thôi. Và đó là để con đi trên con đường của mình. Cái điều mà con mong muốn nhất á, khi mà con mời bố mẹ tham gia chương trình này á, là không phải là gia đình của mình á, không phải giàu có hay có điều kiện gì cả,
mình có nhau thôi á là quan trọng, là điều quan trọng nhất. Chị cảm thấy thế nào? Hạnh phúc. Anh cảm giác con nó trưởng thành hơn. Nó lớn rồi đó. Nó đi được một mình trên con đường của nó rồi đó. Bây giờ anh có một món quà anh tặng em. Em đáng thử rồi. Vợ chồng mình thì lãng mạn, cũng rất là lãng mạn rồi. Anh chắc chắn là em thích. Thích hả? Ừ. Tiền thì không cần rồi. Tiền thì anh đưa hết rồi. Đưa hết rồi. Giờ mình thích nhất là có thể ở đây là bộ đồ tập yoga. Bây giờ không biết đúng hay sai đi, mình mở ra cho bà giá coi. Ngọc Lan coi sẽ đúng không nha. Thank you ông xã. Thích mà là zoom nữa. Cái bộ đồ này là mình đi mua chắc phải cái chục cửa hàng, không có hiếm lắm. Tại đồ rời nó dễ mua, đồ zoom nó không mua. À vậy à, dắt nhau đi suốt cuộc đời này anh chị nha. Chúc anh chị mãi hạnh phúc. Vâng ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Yến ạ. Tên đầy đủ là Nguyễn Thị Yến. Em sinh ngày 23 tháng 11 năm 1985. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống tại Hưng Yên ạ. Em ở ngoài Bắc. Và công việc của em là làm ngành spa ạ. Ở Hưng Yên ạ. Ở Hưng Yên mà bây giờ chương trình ghi hình ở Sài Gòn thì có bay vào để ghi hình được không? Ở trong Sài Gòn thì em có thể vào được ạ. Rồi. Chia sẻ về nhiều hôm thì bản thân này là điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Mình có sở trường gì không? Em sở thích của em thì em rất là thích làm đẹp cho người khác ạ. Và điểm yếu của em thì em hay khóc. Hay khóc như thế nào? Nghĩa là kiểu em hay kiểu cứ có một cái chuyện gì đó mà nói chung là buồn một xíu là em cũng khóc, hay tủi thân ấy, hay khóc. Rồi. Chết. Đúng không? Giờ lên sân khấu mà run cũng khóc. Chết dở rồi này. Chắc là không đến nỗi như thế đâu ạ. Rồi, em rất là hòa đồng, rất là hòa đồng và sống cũng biết quan tâm đến người khác. 85, sinh năm 85 là mình đã từng kết hôn lần nào chưa nhỉ? Em thì cũng đã từng em cũng kết hôn một lần rồi ạ. Và hiện tại thì em đang ly hôn được 5 năm rồi. Vì sao mình lại ly hôn? Lý do ly hôn là mình có bé nào chưa? Em có em bé rồi. Em có ba em bé gái rồi. Thì hiện tại thì em đang nuôi một em bé. Thì thực ra chuyện ly hôn thì cũng... Em chỉ thì ở với ai chị? Dạ? Chị có ba em. Một bé. Hai bé ở với bố. Mình ly hôn sau một thời gian thì kiểu lúc đấy gia đình cũng kiểu mình cũng bị kiểu như là khủng hoảng quá ấy. Xong cũng gia đình cũng đón về, xong rồi cho đi nước ngoài 3 năm, mình mới về nước được 1 năm. Mình đi nước ngoài là mình đi đâu? Em đi Nhật ạ. Rồi. Trong cái khoảng thời gian này thì mình có quen thêm ai không? Có, khi mà bên Nhật thì em về em cũng quen một ở bên Nhật ít thì em cũng có yêu một người. Yêu trên mạng thôi, không gặp nhau bao giờ. Thì khi mà gần về nước, lúc đấy là thời điểm dịch thì mình cũng có chuẩn bị về nước, nhưng mà vì dịch không về được nên là anh đấy có quen một người khác và yêu người khác ấy. Đến lúc đó về thì mình cũng anh lúc về nước thì họ cũng muốn quay lại, nhưng mà lúc thời điểm đó thì mình không muốn quay lại. Thì cũng có một bạn đến và yêu đến tháng đúng đến Tết thì bắt đầu chia tay vì anh ấy có gia đình rồi ấy. Mình chia tay. Rồi lý do vì sao mà mình ly hôn, mình chia sẻ lại cho chương trình này là mà ly hôn có vẻ là không êm đẹp lắm đúng không? Sau đấy thì ly hôn thì đổ lỗi thì bây giờ cũng chẳng biết đổ lỗi cho ai, nhưng mà như chính là do mình chồng mình ngoại tình ấy. Thì ngoại tình rất là nhiều lần và lần cuối cùng đó là cái lần mà ngủ với cả em dâu của mình ấy, thì vợ chồng mình chia tay. Uyên ơi, biên tập Uyên ơi, hơi khó nghe chị ạ.
À, tôi có nghe ạ. Alo, có nghe chưa mọi người ơi? Rồi, ok ạ. Ừ, dạ em hỏi xíu anh chị ha. Ờ, thường là ví dụ như ba mà như vậy rồi, thì ví dụ như thường mẹ là mẹ sẽ bắt con hết. Nhưng mà tại sao là em thấy chị bắt có một bạn thôi, còn hai bạn đó là hai bạn lớn hả? À, ở cái ở mình cho tay ấy thì là có em thấy ba là mới có mấy tháng của bạn. Thì lúc đó mình cũng có ý định là đón hai bé về, tại vì bé lớn là chủ động một cùng với bố. Thì lúc đấy em đi và hỏi thì em bé không muốn ở với bố. Thì khi mà mình muốn đón em bé thứ hai về cùng ở ấy, thì là kiểu như là em bé đấy mới bắt đầu vào lớp 1, thì bố em bé có nói là bây giờ công việc của mình chưa ổn định thì để bố nuôi em bé, xong rồi bố nuôi em bé xong bao giờ mình có điều kiện thì mình sẽ đón em sau. Thì lúc đấy mọi người cũng khuyên mình là lên nuôi một bé thôi. Thì lúc đấy mình ở nhà cửa, lúc đấy mình cũng chưa có ấy, xong rồi con cái thì vẫn còn nhỏ, em bé quá nhỏ luôn. Thì là đó là lý do mà mình nuôi một bé là như vậy. Ừ. Còn hiện tại thì sao rồi, chị về nước được bao lâu rồi? Mình về từ tháng 6 năm ngoái, hiện tại là về được một năm, tính ra là được một năm rồi. Ừ. Đó. Thì là hiện tại là mình có nhà cửa này kia chưa, và dự định khi nào mình rước bé về không hay là như thế nào? Đợt trước thì nhà cửa hiện tại thì mình cũng chưa có nhà cửa, mình vẫn đang đi thuê để làm spa thôi. Thì em bé thứ hai cũng muốn là về với mình ấy, thì lúc đó thì mình cũng nói chuyện với bố, thì bố bảo là cứ tòa theo tòa mà giải quyết, cũng có nghĩa là cũng chưa có ý định đưa để cho mình đón em bé thứ hai về ấy. Với cả bảo mình là bây giờ đang hai chị em đang ở như vậy mà mình lại tách em bé ra thì tội cho hai đứa ấy, nên là bảo mình là suy nghĩ lại. Ừ. Rồi ok. Rồi khi mà chị mẫu người mà chị muốn sắp tới thì như thế nào? Và ví dụ như anh cũng trong hoàn cảnh với chị, ví dụ như cũng đã ly hôn cũng nên nuôi con thì là sao? Thực ra thì mình cũng rất là muốn tìm hiểu một người. Trước kia thì mình cũng không có suy nghĩ là sẽ đi bước nữa đâu. Nhưng mà kiểu nhiều người cũng bảo là mình ở vậy như vậy thì cũng không được, bởi vì là con cái sau này cũng trưởng thành, cũng đi lấy chồng ấy, thì cũng nên phải đi bước nữa để sau này cuộc sống vợ chồng nhờ nhau ấy. Tại vì mẹ thì cũng một ngày một già đi. Lúc đó mình mới về nước cũng tập trung vào làm ăn luôn, cũng chưa có ý định lấy chồng. Thì bây giờ công việc ổn ổn một chút rồi thì cũng muốn tìm hiểu một ai đó, thì phải là một người mong muốn của mình sẽ là một người thật sự là họ phải chín chắn một chút, phải có nghĩa là cũng cùng hoàn cảnh như mình ấy, thì họ có thể hiểu được và thông cảm cho mình. Ừ, cùng hoàn cảnh rồi là cũng đang nuôi bé luôn. Có rồi. Bé được không sao cả, vấn đề để đó đi. Rồi về ngoại hình thì sao chị cứ ngoại hình thì nói chung là cũng phải nhìn, cũng phải ưa nhìn một chút đi. Ưa nhìn là ưa nhìn như thế nào chị? Chị cho em cái cụ thể đi. Ví dụ như chị thích mẫu người như thế nào, chứ tụi em ưa nhìn với tụi em khác với ưa nhìn của chị. Nên mình không có thể nào mà có gu nhất định cho em, để em còn nhìn bằng mắt á, thì em mới thấy được là cái anh đó mới phù hợp với chị. Chứ mà nói chung quá thì tụi em đâu có tìm được đâu. Còn nghĩa là nhìn anh ấy cũng phải cao to một chút, nhìn cũng phải đứng đắn một chút, chứ không nói chung mình không thích những người tính trẻ con ấy. Nhìn chững chạc đứng đắn một chút. Rồi còn chiều cao thì như nào hả chị? Chiều cao thì nói chung là cũng phải ngoài 1m7 trở ra. Ừ, trên 1m7. Quê quán thì có nhất thiết là mình phải ở gần, là ở cùng Hưng Yên không hay là thế nào? Quê quán thì nói chung là cái này thì cũng thì nếu mà phù hợp thì ở đâu cũng mình cũng có thể, mình cũng không thể lựa chọn được là người cùng quê hay là gì đó. Có nghĩa cái đấy thế này là em hỏi thật, ví dụ là bây giờ em ghét cho chị một anh ở tận trong miền Nam thì có ok không? Nếu mà được ở ngoài Bắc này thì tốt hơn ý. Rồi
Rồi ok chị, thì bọn chương trình bọn em là đã nắm thông tin của mình rồi này. Thì hôm nay cũng chỉ là cái buổi casting đầu tiên thôi. Khi mà chương trình đã tìm được người phù hợp với mình rồi thì sẽ có một biên tập liên hệ với mình để làm nội dung cụ thể nha chị nha. Vâng, rồi cảm ơn chị hôm nay tham gia casting của chương trình nha. Vâng, em cảm ơn các chị ạ. Dạ chị ơi, chào mọi người. Buổi casting của bạn muốn hẹn hò ha, thì mọi thông tin nghề nghiệp, tên tuổi là câu chuyện của mình thì chị sẽ là người tự chủ động chia sẻ giúp cho em ha, chứ đừng có chờ biên tập là hỏi ha chị ha. Bây giờ chị giới thiệu giúp em là tên tuổi, họ tên, nghề nghiệp, quê quán của mình với. À, mình tên là Lan Thị Bạch Tuyết. Mình sinh năm 1983. Mình ở, thực tế ra là mình đang ở quê quán mình là ở thành phố Hồ Chí Minh. Do tính chất công việc á, thì hiện tại nên mình ra đảo, mình côn đảo mình làm việc. Mình đã ly dị lâu rồi mà, và hiện tại mình có một bé trai năm nay cũng được 15 tuổi. Ờ, nghề nghiệp mình là mình làm trong cái ngành khách sạn và buồng phòng, là khách sạn buồng phòng. Hiện tại là mình đang làm tại Systensis Côn Đảo Resort. Chị nói rõ giúp em là chị làm gì ở khách sạn ạ? Nhân viên buồng phòng. Rồi. Chị kết hôn được bao nhiêu lâu? À, mình kết hôn cũng được cỡ 3 năm rồi sau đó mình ly dị. Mình kết hôn từ năm 19 tuổi. Sau đó thì ly dị. Sau đó mình ly dị, giờ tới hiện tại tới bây giờ luôn vẫn chưa có kết hôn lần nữa. Mình ly dị được bao lâu rồi chị? Cũng được 15 năm rồi. Ồ, 15 năm. Rồi, chị cho em biết là lý do sao mà hai người gặp gỡ nhau như thế nào, rồi lý do tại sao hai người lại ly hôn? À, vấn đề là tụi mình là học sinh học cùng nhau, chung năm lớp 12, sau đó hai bên ngồi chung bàn, chung chợ, và quen nhau từ đó. Còn mà vấn đề về chia tay là do là anh ấy có người khác và có đứa con cũng lớn hơn mình. Có đứa con cũng được cỡ tầm 2 tuổi. Sau khi biết việc đó nên là mình cũng nên ly dị. Là chị ơi, tức là con riêng của chồng cũ của chị ấy là lớn tuổi hơn con trai của chị hiện tại hả? Đúng rồi. Có nghĩa là trong thời gian kết hôn, là chị kết hôn 3 năm chị mới có con, thì trong 3 năm đó là con anh ấy đã được 2 tuổi rồi. Đúng rồi. Tức là lúc kết hôn với chị là cái người kia là đã có bầu rồi. Đúng rồi. Không, thật ra là lúc là tụi chị kết hôn là đã gần 1 năm sau là anh đã quen người đó và có con. Và bây giờ là anh chồng cũ của chị là đang sống với cái người kia luôn. Vâng, đúng rồi, vẫn còn là sống chung. Còn chị thì nuôi con. À, cũng đúng. Tại vì bạn ấy không, lúc đầu là bạn ấy cũng kêu mình phá thai. Nhưng mà mình nghĩ là do trời, mình một bạn người nên là mình không có bỏ và vẫn nuôi. Và không cần tiền chu cấp của bên gia đình chồng. Nên là từ đó giờ mình vẫn nuôi con được. Mình vẫn có trách nhiệm. Đấy, mình là vợ chính thức luôn, có cưới xin cưới hỏi đàng hoàng luôn. Mà con mình ra lại còn như vậy nữa hả? Đúng rồi. Trời ơi. Thế mà vẫn chưa bị nghiệp quật hả chị? Nghiệp quật rồi. Tại vì biết sao, tại vì họ giống như là gia đình họ là người bắt. Họ nghĩ là anh chàng đó là đã là con trai, thì đôi khi mà chồng mình là con trai trưởng, con trai lớn trong nhà, thì có một anh con trai. Nhưng mà khi mình thấy mình lúc mà, tại vì trong thời gian làm thủ tục ly hôn á, thì mình đâu biết mình mang thai. Tới lúc mà xong xuôi hết trơn á, mình mới biết mình có. Thì mình sao mình đòi hỏi người ta được, sao mình đòi hỏi người ta là phải có trách nhiệm. Nhưng mà ý là vậy thì đã ly hôn rồi mà vẫn bắt chị kêu chị bỏ con đi ấy hả?
Thì kêu giờ có rồi thôi bỏ đi, tại vì họ nghĩ là tốt cho mình đó, nhưng mà mình cũng không có muốn. Họ sợ trách nhiệm thôi chứ tốt gì cho mình chị. Thì mình hãy nghĩ tốt gì cho họ đi, mình đừng có nghĩ gì khác thôi. Em không, vậy em mới hỏi chị câu là đã bị nghiệp quật chưa? Có nghiệp quật rồi. Nghiệp quật sao rồi chị? À, mười mấy năm trời dính vô đường ma túy là nghiệp quật rồi. Ừ, thế thôi. À, hèn chi giờ chị nghĩ tốt cho người ta thôi, nghiệp quật cũng đủ rồi đúng không? Chính xác là vậy. Thế bây giờ con trai chị là đang ở thành phố với lại là gia đình chị hả? Đúng rồi, bé đang ở thành phố và đang ở với bà ngoại. Còn chị thì đi làm thì thỉnh thoảng chị mới về thôi. Đúng rồi, cỡ 3-4 tháng mà lựa vào thời điểm mà ít khách bé mới bay về. Ít khách du lịch là mình bay về. Chị ra đấy làm lâu chưa? Cũng được 1.5 năm rồi. À, mới ra đó 1.5 năm thì trước đó là chị làm gì? Chị cũng làm bên ngành này và chị cũng làm ở khách sạn ở trong thành phố đó. Tại vì do cái thời điểm là do bị dịch bệnh á, thành phố đóng cửa không. Cái vừa mới thì ngoài đây thì cái ngành du lịch vẫn còn phát triển nên là bay ra đi làm. Vừa bay ra tới khỏi đây là dịch bệnh nó bị bùng phát vào năm 21 á. Dịch nó bắt đầu thời điểm 20 bắt đầu nó mạnh á, là mình phải ra đây mình làm, mình làm đi luôn. Rồi, thế là sắp tới mà ghi hình là bay về đây để ghi hình rồi thăm con luôn được đúng không? Đúng rồi. Tại vì mới Tết vừa rồi mới về nhà mà. Tại vì Tết vừa rồi mới về nhà xong. Dạ rồi. Chị có điểm mạnh điểm yếu gì không? Có chứ, mọi con người ai cũng phải có điểm mạnh điểm yếu. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của chị là gì nè? Điểm mạnh là tiếp chị rất là thẳng thắn. Nó yêu thì yêu, mà không yêu thì nó thẳng, chứ đừng có mà nó cắt hai tay, chị không thích điều đó. Còn điểm yếu là hay mít ướt lắm. Ai làm chị mít ướt? Ai mà làm chị khó chịu là chị mít ướt. Dễ xúc động, dễ rơi nước mắt đúng không? Dễ xúc động lắm. Nhưng mà cũng gọi là đôi khi cũng đừng qua, mình cũng mạnh mẽ, đôi khi cũng mạnh mẽ lắm. Mạnh mẽ đến nỗi mà mình đôi khi mình phải sợ mình luôn. Đó là mẹ đơn thân 15 năm mà. Thật ra trước đó cũng có một mối tình, nhưng mà một cái vấn đề nữa mà thực sự là không ai muốn quen với chị là chị vô sinh. Chị không có khả năng chị có con nữa. Lúc trước chị cũng có quen, nhưng mà người ta đòi hỏi là có con, nhưng mà chị không có con được. Nên là quen chị sau này là không có em bé lắm đó. Chị nói chung là vậy, vô sinh khác đúng không? Không có sinh, không có khả năng đẻ nữa. Gọi là vô sinh thứ phát á. Tại vì ngưng lâu quá rồi. Không, chị vô sinh lâu rồi. Tại vì cái thời điểm mà vừa chia tay với chồng chị thì khoảng 1 năm sau chị có bạn trai mà. Chị vẫn có người mới. Thế xong rồi do là chị không đẻ được, người ta lại muốn có con. Nhưng mà chị quen nhau gần cả 5-6 năm mà không có em bé luôn. Cũng có những lần quan hệ nhưng mà không có em bé. Thì chị thả cho họ đi về, giống như tìm được người mới. Thì tìm được người mới thì đúng như là có bầu. Bây giờ ta có 3-4 đứa con rồi đó. Nên là chị biết là chị bị vô sinh nè. Chị nói thẳng là chị không có đẻ được, nhưng mà người họ vẫn muốn quen. Thì kết quả không như họ mong đợi, nên là họ mình phải buông tay cho họ đi tìm người mới. Rồi, thế bây giờ là chị có năng khiếu hay tài lẻ gì không? Hát hò thì được không? Hát dở lắm, không có năng khiếu gì cả. Không có biết hát, cũng không có biết về là đàn tranh, đàn ca gì, không có biết gì hết.
Tức đối tượng thì biết những món ăn chơi không à, chứ không có biết mấy món mà năng khiếu. Tứ độ tường là biết chơi mấy món mà đàn ông chơi sao chị chơi vậy được á, chứ còn mà năng khiếu thì không có đâu. Rồi, thế bây giờ chị mong muốn tìm mẫu bạn trai như thế nào nè? Thứ nhất Cũng là không không biết bắt chị nữa. sinh con Tại này. à Rồi, tìm nữa. đóng cửa lại giùm luôn. Rồi, ok. Cũng không biết nữa, mình chỉ cần tâm sự được là cảm thấy tiếp cũng ổn. Giống như người biết lắng nghe tiếp. Tiếp Ở có tuổi một tác cái thì nhược bạn điểm trai hay sao? trên tuổi tiết nha, hơn tuổi tiết cũng được. Nói hơn là bằng tuổi chị ha. Là lúc lắng nghe tiếng là càng thích, cũng thích, mình cũng thích hơn. Tại vì đôi khi trong công việc đó có những cái mà cái chị áp lực đó, cái muốn cho một người biết lắng nghe mình. Ví dụ như mình áp lực quá, mình muốn kiếm một người tâm sự nghe mình nói, thì là đó cũng là một điều hay, biết lắng nghe. Rồi, quê quán của bạn trai thì sao chị? Thôi ở thành phố đi. Tức là nếu như quen bạn trai thành phố là chị sẽ về đúng không? Nếu được ở thành phố thì cũng ổn hơn. Rồi. Có điểm gì chị không thích ở bạn trai không? Gì ta? Ngoại hình thì chị yêu cầu sao? Cao thấp mập ốm sao, 6 múi hay là 3 múi hay như thế nào? 6 múi đi ha, có 6 múi càng tốt ha. Ngoại hình thì vừa cũng được, tại vì bản thân chị cao tới 1m83 đó, miễn sao là trên 1m83 là chị thấy ổn rồi đó, đừng có lùn hơn chị, không cõng chị được là chị buồn. Cao hơn chị là được, tức là 1m65 trở lên cũng được đúng không? Ok, là Phải nếu cõng mà được chị. 6 múi thì đừng có Nói chung là phải cõng được cõng chị đúng không? cõng được chị. Ví dụ chị 1m63 mà kiếm anh chàng 1m50 thì sao mà cõng được chị đúng không? Đúng rồi, chị bữa chị cũng quen một anh chàng hết rồi, đâu có cõng được đâu, bụng muốn chết luôn. Rồi công việc của bạn trai thì chị có yêu cầu không? Hả? Công việc của bạn trai chị có yêu cầu gì Không, tại vì mỗi người có một cái sở thích mà. Chị thì không? công việc của chị là buồn phòng, thì chị không có bao giờ chia tay công việc của người khác. Mình mỗi mỗi công việc có một cái sự tôn trọng riêng. Nhà chị ở Sài Gòn là chị ở quận mấy? Nhà chị ở quận nhé. Nhà quận nhất. Dạ rồi. Ok chị Tuyết ha. À, có gì là chương trình sẽ liên hệ tiếp với chị để làm nội dung kỹ hơn nếu như có người phù hợp với chị nha. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, em cảm ơn chị Tuyết nhiều. Em chào chị.